Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả tác âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Xin mời chị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ sư, con kính hành lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào cô chú học viên trong room, con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sake kame cha ru be giri si karata te chan tali khe gui ma ne di pe ra te cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thom hi khe te pom ma cha yan tu de wa cha la tha la wi sa me ra kha gan tha pa na ga Thiệt hẳn ta kế giang mụ ni vā ra vā cha nang sa tha vô mê su nán tu tham ma sa vā na ka lo Ayam pha đán ta tham ma sa vā na ka lo Ayam pha đán ta tham ma sa vā na ka lo Ayam pha đán ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyambi buddhang saranang gacchami dutiyambi dhammang saranang gacchami dutiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi buddhang Saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami Iti biso bhagava arahang samma sambuddho viccacharana sambanno sugato Lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavatinati me saranam anyam buddho me saranam guarang etena saccha vaccena hotu me Jaya mangalang uttamang gena vande hang bada pang som varuttamang Buddhe yokhalito do so buddho khamatutang mamang Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehi pasiko opanayiko Pachatang we di tapo win yo hiti na ti me saranang anyang tham mo me saranang guarang e te na sa cha wa che na ho tu me jaya mangalang uttamang ge na wan de hang Tham man cha do we thang qua rang tham me yo khali to do so tham mo khamma tu tang ma mang. So bati ban no phagawato sa waka sang ko ucho bati ban no phagawato sa waka sang ko. Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho sami chibatipanno bhagavato savaka sangho yadidang chattari poresa yogani atha poresa bokala esa bhagavato savaka sangho Ahu nai yo, pahu nai yo, daki nai yo, anchali karani yo. Anuttarang buñña-khettaṃ lokassatinati me saranaṃ annyaṃ saṅkho me.
Saranang guarang etena sacha vachena hotu me chaya mangalang uta mangena vandehang sanghan chado vedhata mang sanghe yokhaleto doso sangko kamatutang mamang Wanda mi che ti yang sa pang sa pa tha ne so pa ti ti tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thing bo tha ro pang sa ka lang sa dan sam bo the a tha we san cha do a da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa Ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra no pa we na han tua sa pe u pa ta we a ne ka an ta ra ya pe we na san tua se sa to sam bu the pan cha pan nya san cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na han tua sa pe u pa ta we aneka antara ya pe we na san tua se sa to sam pu the na wo ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke Vi sati sata sahasani namami sirasa ahang te sang tham man cha sang khan cha dare na namami hang namakara nupa ve na han tua sa pe upap ta ve aneka antaraya pi ve na san tua se sato Sa pe purati maya ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe purati maya anu ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe dakhina ya ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe dakhina ya anu ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe pachima ya ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe pachima ya anu ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe otara ya ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe otara ya anu ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe uparima ya ni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe hetima ya ni sa ya sa ta Avera sukhi hantu sa pe sa ta avera hantu sukhita hantu nidukha hantu abhyapaccha hantu anikha hantu dikha yukha hantu arogha hantu sambhati samecchantu sukhi attanam pariharantu dukkha pattam Jani dukkha paya pata jani paya soka pata jani soka hantu sape pibani nu akasatha japamatha dekwanaka mahitika punyang nu anumodantu jirang rakhantu sasanang akasatha japamatha dekwanaka mahitika punyang nu anumodantu jirang rakhantu nogaro akasatha japamatha dekwanaka mahitika Quân nhãn nô anh ủng mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta dô a ca sa tha
cha phom ma tha de wa na ca ma hi ni ca bốn nhang no anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha phom ma tha đề qua na ca ma hi ni ca bốn nhang no anu mô đan tu chi răng ra khan tu no sa da ý đăng quá tân nô bôn nhang a sa wa ka ya wa hang ho tu anagate ka le sa thu sa thu sa thu sa thu. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, dạ kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Mạy giả, Nam mô Sang Khai giả. Bài cuối của bài 16 đó là giữa một buổi hết thì không hết thì chúng ta sửa thêm một buổi nữa. Cô Trân bớt dùm cái bài tập để cho lớp đọc trước, rồi sau đó chúng ta sửa bài tập ha. Dạ, các Khánh vô rồi, sư mở file rồi sư. Rồi, anh các Khánh một bài lưng để sư đọc trước, rồi sau đó cho lớp tập đọc sao. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Rồi, xin chào. Ngâm tử mình sửa bài tập chưa được thì mình có thể vào cố gắng vào tham gia để mình tập đọc, rồi từ từ mình, nếu mình sửa được thì mình tập sửa để cho quen ha. Nhưng mà trước tiên là mình tập đọc cho được, đọc cho tốt, rồi cho nó về một trang nên Khánh dễ dễ. Bỏ phần trên nó bớt đi. Đấy, cũng được. Rồi bây giờ sư ha, đọc trước ha, đọc trước rồi mời lớp giơ tay lên để em đọc bài. Chatuthang raja kumaro padang yanang yujapi tua phumiya dasanaya uyana phumin gachi raja kumaro pisarati pi pasadamha vicharitung nikhamitua susang utin riyang samanang pasung samanoje mokha thamang napa punisa so e wang ati santa ka rang wa su sang u tin ri yang wa na alapisa so se che papacayami aham pi samano wa ariyanang mokhamagang pariyesayami ti cente si sithatha raja kumaro sarathin puchitwa samananang gune vichani tua ativiya pasaydi. Rang lần nữa ha. Chatuthang raja kumaro phadang yanang yoja petwa phumiya dasanaya uyana phuming gachi raja kumaro pi sarathi pi bà sa đầm hà vi cha ri tùng ni kha mi tòa su sang vũ tình ri yang samanang pa sung samano che mokha tham mang na pa punisa so e wang ati santa karang wa su sang vũ tình ri yang wa na alapisa so se che papa che ya mi aham pi samano wa ariyanang mokha magang pariye sayami ti cente si sitatha raja kumaro sarathin puchitwa samananang gune vichani toa ativiya pasaydi
Ra bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Nát Khánh mời lớp đọc bài giúp sư đi. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, con xin đọc 5 câu từ Bali dịch ra tiếng Việt. Câu thứ nhất. Chatuthang Rachakumaro Phakdang Yanang Yochapeto Phumiya Dasanaya Viyana Phumin Gapchi. Câu số 2. Rachakumaro Bi Sarathi Bi Basadamha Vicharitung Nikhamitoa Susangut Tinkriyang Samanang Batsung. Câu số 3. Samano che mokha dhammang na pabunisa so ewan atisang pa karang wa susangut ting kriyang wa na alafisa. Câu số 4. So sa che bapa che yami ahambi samano wa ariyanang mokha makgang bariyay say yami ti jinte si. Câu số 5. Chithatha Rajakumaro Sarathin Uchitoa Samananang Gune Vichanitoa Ativiya Basidi. Thưa sư, xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Dạ, con xin đọc 5 câu. Câu số 1. Chathuthang Rajakumaro Bakthang Yanang Yodhya Bethoa Bhutmiya Đắc Tất Nạc Gia Đức Gia Nắc Đức Mìm Nắc Chí. Câu số 2. Ra Giác Thu Mạc Rô Bích Sa Tắc Thì Bích Đắc Tất Thàm Mà Bích Chắc Bích Tùng Bích Hằng Bích Tòa Bích Hằng Bích Tìm Bích Đấy Dần Sa Mạc Nàng Bắc Tùng. Câu số 3. Sa Mạc Nô Xê Mốc Thác Thàm Măng Nạc Bà Bích Bích Sắc Sô Ê Vầm Ati sang ta kha rang và tu kham tu sam bi tin bi yang và nát lát nát an lát bi sa. Câu số 4. So sắc xê bác bác dê dạc mi a ham bi tạc mắc nô vã ác rít dà năng mô kha mạc ràm mắc bi dê xê dạc dì bi tạng tê xí. Câu số 5. Khi đắc tha Rajak Kumaro Sakathim Bhutchitoa Sakmaknam Bhutne Vijanitoa Ati Vija Yat Bhakti Bhakti Bhi. Dạ, con xin hết em câu ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư, con xin đọc 5 câu dịch từ Bali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất, Chathuthang Rachakumaro Phakdang Yanang Yochapetoa Phumiya Phumiya Dasanaya Viyana Phumin Gachi. Câu số 2, Rachakumaro Bi Sarathi Bi Basadamha Vicharitung Nikhamitoa Susang Wutping Riyang Samanang Basung. Câu số 3, Samano che mokha thamman na babunissa so ewan ati sangta karang wa so sang wutting riyang wa na ala pisa. Câu số 4. Sa che papa chayami aham bi samano wa ariyanang móc khá móc gạ mắc gần ba rí dê xây già mi tí chìm tê xí. Câu số 5. Xí thách thá ra xá của mà rô xà rác hình bố trí tòa xa má nà nằng vú nề quý trà ní tòa á tí quý giá ba ba xì đí. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc 5 câu dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Chathuthang Raja Kumaro Phát Đăng Già Năng Rồi Cha Pê Toa Phùm Mí Gia Đa San Na Giá Uy Gia Na Phùm Minh Rách
Chí. Câu số 2. Raja Kumaro Pí Sarathi Pí Pasadamha Vicharitum Nikha Mitoa Susang Vutrin Rí Rằng Samanang Pasum. Câu số 3. Samano Che Mokha Dhammang Na Papunisa So Ewang Atinsan Takarang Wa Susan Vutin Rizang Wa Na Ala Fisa. Câu số 4. So Sakche Papa Che Zami Ahang Pi Samano Wa Arizanang Mokha Makgang Pari Zay Say Zami Ti Chin Te Si. Câu số 5. Siddhartha Raja Kumaro Sarathin Pukchitwa Samananang Gune Vicha Nitwa Ativisa Pa Si Di. Bạch sư con xin hết ạ. Yeah. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc dịch phần dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Chá Phúc Thăng Ra Chá Kumaro Phát Tăng Gà Năng Rô Cha Tê Tòa Khu Ní Già Đắc Xá Na Giá Ý Già Lá Phu Minh Đắc Trí. Câu số 2. Ra Chá Kumaro Pí Sa Giá Thi Pí Pa Sa Đăng Hà Vi Chá Rí Tông Ních Khá Mi Tòa Xuân Phăng Vi Tinh Vi Răng Samanang Bát Sung. Câu số 3. Samano Chê Bốc Ha Thăng Măng Ngã Bạc Vũ Nhất Phá Sô Ê Hoàng A Tí Sang Ta Ca Răng Hoa Thu Sang Vũ Tinh Vũ Răng Hoa Nà Ná A Ná Thích Phá. Câu số 4. Sô Phá Chê Bác Bá Chê Gia Mí A Hâm Tí Tâm An Nô Quá A Di Gia Năng Mốc Khá Mắc Văn Bà Di Dê Xây Gia Mì Tí Chìm Tê Xí. Câu số 5. Khi Khắc Khá Ra Trả Cô Ma Rô Sa Gia Thiên Úc Chí Tòa Tâm An Na Năng Vũ Nề Di Trà Nữ Tòa A Tí Di Giá Tá Phì Đí. Đã thư sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Sư con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Chá Thức Thăng Ra Chá Cú Ma Rô Phá Đăng Giá Năng Dù Giá Pê Tòa Cú Mi Giá Cú Mi Giá Đá Sa Đá Sa Nà Giá Quy Giá Nà Phú Minh Đắc Chí. Raja Kumaro, câu số 2. Raja Kumaro Pí Sarathi Pí Rasa Đâm Hà Vicharitum Nikhamitua Thusang Vũ Tindriyan Samanang Pasum. Câu số 3. Samano Che Mokha Đâm Hà Mokha Đâm Mokha Tham Măng Na Bà Munisa So Ewang Ati Sang Takarang Wa Su Sang U Tin Triyang Wa Na Ala Pisa. Câu số 4. So Sắc Chê Papa Chi Gia Mi A Hằng Pi Samano Wa Samano Wa Ariyanang Mốc khá mốc gần Pariye se ya mi tí Chinh tê xí. Câu số 5. Siddhartha Raja Kumaro Sarathin Uchitwa Samananang Mune Vichanitwa Ativiya Pasiddhi. Dạ bà sư con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Cho tiên đọc nữa. Dạ, xin mời cô Tiên Mẹ. Dạ, thưa sư xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất.
chế tu thằng về chế kumero phát đằng và về năng dùng chế bê toa phù mới về đất sẽ nè về quý về nè phù mình ngắt trí câu số hai về chế kumero bí sẽ rất thì bí về sẽ làm hà quý chế đi tùng biết khá biết toa su sân vũ tình trí dân xe mê năng bá xuân và số ba xe mê nô chê mốc khá thầm măng nế bà bú nít xá sô đời quăng á tích sân tạc cà răng hòa su sân vũ tình trí dân hòa nế á lá phí xá và số bốn số sẽ chê bắp bá chê dê nê mí á hằng bí xe mê nô quá á rí dê năng mốc khát mắc gần bá rí dê xây dê mì tí xin tê xí và số năm xí sắp thá ra chê khu mê rô xe ra thìn quốc chí tòa xe mê nê năng khu nê quý trẻ ní tòa á tí quý giá bè xì đi và thầy sư xin hết. Dạ có Phật, dạ xin mời Phật tử Quan Thanh. Thưa sư, con xin đọc năm câu cùng ba lưu sang tính tình. Chất tức thằng Raja Kumaro Pandang Raja Mang Gia Năng Rô Chà Bết Bê Tòa Phù Bí Bí Nhà Tát Xá Na Và Quỳ Ra Quỳ Gia Na Ná Phù Minh Tách Chì các chí ra chá cú ma rô bì sa ra thí bì bà sa đá tam hà quý chá rí tùng đích thá mít tòa xú sằng vũ tình đờ rí răng xá má năng bát sùng. Câu số 3. Sa ma nô chê mốc tá tham măng ná ba un bu bú bí đít xá sô ê văng á tê san ta ca răng qua xú sang phút bút tin đờ rí răng qua na á la á lá tí tích xá. Câu số 4. Xô xá chê bắp bá chê chây gia mí á há á hâm bí xá má nô quá á rí gia năng bốc khá mắc găng bá rí bá rí về xây ra mi ti chín tê sĩ. Câu số 5. Xít thất thá ra chá cú ma rô xa giá thình búc chít chí tòa xá xá măng na măng bú đề quý cha nít lý tòa á tí quý ra bà bá si tí. Dạ thưa sư, con đã học xong. Dạ có Phật tử là muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi. À, dạ mời lớp sửa bài đi, mỗi người sửa một câu. Ai sửa được câu làm sửa câu đó. Sửa, con xin sửa câu 4 ạ. Rồi. Con xin sửa câu số 2.
Dạ, em xin sửa câu số 5. Cô sửa câu số 1 rồi đó các anh. Dạ còn câu số 3 của học tử nào đăng ký nè. Câu số 3 mẹ sửa hả? Cô là câu số 2 á các Khánh. Dạ dạ, dạ dạ đủ rồi. Các Khánh ghi cô luôn đi các Khánh. Dạ. Nè. Thái tử cùng người đánh xe. Rời khỏi hoàng cung. Để đi dạo. Nhìn thấy vị sa môn có các căn khéo thu thúc. Vị sa môn có các căn khéo thu thúc. Viết thì mẹ câu số 3 luôn. Câu số 3. Để chiếc con sửa từ đó không? Xe các anh. Dạ. Cổ xe. Cô xe. Dạ, cổ xe không? Dạ dạ. Cổ vô. Dạ rồi, chiếc con sửa luôn. Giết mẹ. Nếu vị sa môn. Nếu vị sa môn. Không chứng được pháp giải thoát. Vị ấy sẽ không có được tướng mạo trang nghiêm hoặc các căn khéo thu thúc như vậy. Khéo thu thúc. Rồi xong. Sửa chứ không. Không ô. Nếu vị sa môn. Rồi xong. Cảm ơn cô. Cảm ơn các Khánh. Câu số 2, sao Khánh đánh cái chỗ hoàng cung, thấy chữ hoàng cung thiếu dấu quyền không con? Thiếu dấu quyền. Rồi, cảm ơn con.
Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi. Dùm xem câu 1. Chất tu thăng ra chất của ma rô phát đăng gia năng vô cha pê tòa phù mi ya đá sa na ya u ya na phù mình gãy chí. Để ở đây mình có chủ từ đó là ra chất của ma rô. Chất tu thăng thì là trạng từ. Động từ là u ya gãy chí. Trước động từ này thì mình có cái túc từ đó là u ya na phù mình. Trong câu thì mình cũng có một cái bất biến quá khứ phân từ đó là vô cha pê toa. Trước vô cha pê toa thì nó cũng có một cái túc từ là gia năng, rồi phát năng thì nó là tính từ của gia năng. Rồi ở đây mình có động từ, trước động từ là túc từ, tức là đi đến vườn thượng uyển để làm cái gì đó. Thì mình xài cái thứ tư để làm cái gì đó thì mình xài cái thứ tư. Ở đây người ta dịch đó là lần thứ tư thái tử đã cho thắng một cỗ xe thù thắng đi đến vườn thường uyển để ngắm cảnh. Cái chữ đúng ra cái chữ Pumiya ở đây thì cũng sử dụng ở cách thứ tư ha, là nó do Dasana. Dasana nó dạng danh động từ cho nên trước nó mình sử dụng nó là cách thứ tư thay là đối cách. Thí dụ như là ở trong trường hợp đó mà mình sử dụng là Pasitung thì trước cái chữ Pasitung đó thì nó là Phu Minh chứ không phải là Phu Mỹ Gia. Cái câu đó mình có thể biết được hai trường hợp. Câu số 2. Raja Pumaropi Sarathipi Pasadam Havicharitung Nikhamitwa Susangutin Piyang Samanang Pasung. Ở đây mình có chủ từ là Raja Pumaropi Sarathipi có chủ từ. Cho nên có động từ đó là Pasung là số nhiều. Trước động từ là Pasung thì mình có túc từ đó là Samanang. Rồi tính từ bổ nghĩa cho Samanang mình có chữ Xuất Sang Vô Tình Tri Văn. Trong câu nó còn có thêm đó là bất biến quá khứ phân từ Nikhamitwa, tức là rời khỏi cái gì đó thì nó sử dụng cách thứ năm, tức là Pasadamha mình có ở đây. Rời khỏi để làm cái gì đó thì cái đó mình sử dụng nó ở dạng vị biến cách, tức là vị cha thí tung. Dạ, thì ở đây mình sẽ xem người ta dịch coi sao. Thái tử cùng người đánh xe, chữ phí nó không phải là cùng, mà chữ cùng là gì? Nếu mình dịch cùng với thì nó phải là một danh từ đi với cách thứ ba thì mới là cùng. Còn chữ phí ở đây làm dịch cả thái tử lẫn người đánh xe. Sau khi rời khỏi vàng cung để đi dạo, đã nhìn thấy đã thấy vì sa môn có các căn khéo thu thúc. Rồi câu số 3. Ủa thưa sư, cho con hỏi câu thứ nhất đó sư. Cái chỗ mà không phải là vô cha pê toa không có dịch sau khi bảo hả sư? Người lần thứ tư đã cho đó. Cái gì bảo thì người ta dịch là cho đó. Chứ không phải là dịch sau khi hả? Sau khi cho. Tại ở đây người ta đã dịch là đã, là người ta đã lấy đi cái chữ của thì rồi thì mình khỏi dịch sau khi. Dịch là chữ của thì rồi thì mình không cần phải dịch sau khi nữa.
con để đi dạo. Thái tử đã cho thắng những cỗ xe thuộc thắng đi đến vua. Cái câu này mình dịch thêm cái cỗ xe thuộc thắng hòa chỗ này anh Thánh, thêm chữ hòa chỗ này. Thắng một cỗ xe cỗ thuộc thắng và đi đến vườn thường viễn. Còn không thì dịch thêm sau khi đi. Sau khi cho nó, cái này dịch sau khi thì nó sẽ không hơn. Lần thứ tư thái tử sau khi. Sau khi cho thắng một cỗ xe thuộc thắng đã đi đến. Yeah. À, dịch thì để cho nó rõ. Rồi câu số 3. Câu số 3 thì có samano che mukkhamman napapunisa so evan ati santakarang wa su sang vutin riyang wa na alapisa. Thì ở đây mình có câu điều kiện, mình có hai câu. Câu 1 mình có chủ từ đó là samano, động từ là papunisa, trước động từ mình có mukkhamman là tức từ. Câu số 2 thì mình có chủ từ là so, có động từ đã lapisa. Lapisa có danh từ đó là atisantakarang. Và su sang tình ri giang ở đối cách. Ở đây mình sẽ dịch đó là nếu mình có chê dịch là nếu vì sa môn không đạt được pháp giải thoát, nếu vì sa môn không chứng được pháp giải thoát, vì ấy sẽ không có được tướng mạo trang nghiêm hoặc các căn khéo thu thúc như vậy. À, được tốt, con này dịch chuẩn luôn. À, khoan khoan, à, có ba dịch là hoặc đúng nè. Rồi câu số 4. So sách chi papa chi và mỹ aham bi samano quá ariya năng một khát tham mang pariye siya mi tí chân tề sĩ. Thì ở đây có chủ từ đó là so, có động từ là chân tề sĩ, rồi có một cái câu suy nghĩ đó là say che papachiyami aham pi samano wa ariyanang mokkhamang pariyasiyami ti, tức là có chủ từ đó là ahang được hiểu ngầm tại mình có động từ papachiyami. Câu sau thì mình cũng là chủ từ á hăng, tại mình có động từ đó là pariyasiyamiti, trước động từ này mình có mukkhamman là túc từ. Rồi ariya năng thì cái thứ sáu của các bậc thánh. Cái chữ samano quá ở đây tức là samano với y quá, giống như cái gì đó, thì cái đó người ta biết ở dạng chủ cách với lại y quá. Để đây mình dịch đó là ngài đã suy nghĩ rằng, ngài đã nghĩ rằng nếu ta xuất gia ta cũng có thể tìm ra đạo lộ giải thoát của các bậc thánh, thêm chữ các nữa, của các bậc thánh như vậy sa môn. Như vậy sa môn. Hoặc là giống như vậy sa môn. Rồi, đó là câu số 4.
Kosunam Sitatha Rajakumaro Sarathin Pukitwa Samananang Hudne Vijanitwa Ativiyapasidhi. Có chủ từ đó là Sitatha Rajakumaro, có động từ đó là Pasidhi. Trong câu này thì có hai bất biến quá khứ phân từ. Thứ nhất đó là Pukitwa. Trước Pukitwa mình có Sarathin là túc từ. Rồi mình có Vichanitwa, mình có trước Vichanitwa mình có túc từ đó là Udne. Rồi mình có một cái danh từ sở thuộc cách đó là Samana này. Thì ở đây người ta dịch đó là sau khi hỏi người đánh xe, Thái tử Siddhartha đã biết rõ những đức hạnh của các vị Sa môn. Thái tử đã biết rõ đức hạnh các vị Sa môn và vô cùng hoan hỷ. Rồi được rồi. Bây giờ chúng ta sửa tiếp 5 câu tiếng Việt. Cô sửa câu số cô ấy câu số 1 rồi nha, Cát Khánh cô viết câu số 1 rồi. Dạ, để con copy lên. Cô sửa câu số 3 các anh. Cô sửa câu số 4 ạ. Thế rồi, giờ còn câu số 2 nữa. Sư, cái câu tiếng Việt câu 4 đó thưa sư. Thái tử rất hoan hỷ sau khi nhìn thấy bậc xuất gia có tướng mạo trang nghiêm á, bất biến hoặc hướng văn từ á, cái đó dịch sao thưa sư? Thái tử rất hoan hỷ sau khi nhìn thấy bậc xuất gia có tướng mạo trang nghiêm. Thái tử rất quan hệ sau khi nhìn thấy bậc xuất gia. Cái câu đó anh Khánh anh sửa lại cho sư tí đi anh Khánh. Sau khi nhìn thấy bậc xuất gia, sau khi cái đoạn đó lên trước. Sau khi nhìn thấy bậc xuất gia có tướng mạo trang nghiêm, nguyên cái đoạn đó lên. Để nó lên trước. Anh phải chỗ cái chữ trang nghiêm. Rồi, thái tử rất ngon thì. Rồi câu đó anh sửa lại.
gửi câu số 1 rồi các Khánh. Dạ. Khánh nhìn thấy chưa? Dạ dạ không thấy cô nhưng cô chat riêng với ai đó không thấy. Dạ hả cô viết trên này mà. Có đó các Khánh. Chỗ trò chuyện đó các Khánh. Dạ dạ để con tìm lại. Con hình như không có cô ơi. Vậy hả con? Cô coi lại là cô everyone hay là cô send to ai con copy lại. Cô thấy đề chữ chùa Siêu Lý á con. Vậy là cô chat riêng mình sư. Nghe hả? Dạ. Cô đổi lại là chat to everyone á thì mọi người mới thấy. Thôi con viết giùm cô luôn đi. Để copy cho. Câu số mấy? Dạ thưa câu số 1 sư. Câu số 1. Để xin gửi này. Sao không thấy được ta. Vậy cô đọc các Khánh viết ai các Khánh? Dạ. Ra chá của Maro. Sache Uya Na Phu Minh Na Gachisa So Samanang Na Pasi. Cô nãy con chuyển cái bàn phím chưa viết kịp cô đọc lại con ấy được rồi chú cảm ơn rồi ok ná ghép chi ra chát của Maro Sache uy ya ná con gửi rồi em Khánh coi lại đi. Dạ rồi con thấy rồi xin để con copy ra. Các Khánh sửa giùm cô cái câu 3 các Khánh. Đó, cô đánh hơi sai chút các Khánh. A-ti-san Ta-ka-ro chữ H. Bỏ chữ H. Một cái dấu phẩy. Bỏ chữ H. Bỏ một cái dấu phẩy ở trên. San bỏ cái dấu phẩy. Bỏ chữ A đó luôn. Đánh một cái dấu phẩy ở trên. Dạ. Rồi đúng rồi. Còn cái chữ H đó là chữ K chứ không phải chữ H. Dạ. Không. Ở phía sau á các Khánh, ở phía sau chữ A. Đúng rồi. Sang ta rồi. Sang ta rồi. Em đi về.
Số 2. Chữ phu mi dùm cô luôn con, thêm dấu quyền ngay chữ u á con. Dạ còn câu 2 nữa. Hai chị Cúc làm đi chị Cúc. Đọc trang bốt lên rồi nó cắt anh. Dạ, thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu. Rồi, chúng ta coi bài sửa. Như câu số 1. Nếu Thái tử đi đến vườn, không đi đến vườn Thượng Uyển,
thì Ngài sẽ không thấy vị Sa môn. Giờ ở đây mình có chữ thái tử là chủ từ. Không đi đến là động từ. Ở đây mình có hai câu. Không đi đến là động từ. Vườn thường uyển là túc từ. Rồi mình có chữ ngài nữa là chữ so là chủ từ. Không thấy là động từ. Vị sa môn là túc từ. Mình có sách chê dịch là niệm. Rai chắc của mà rô sách chê ui gia nó phun mình. Nó cái chí xác. So sắc mạnh năng nó phát xí. Đúng rồi. Ở đây một câu điều kiện cách. Câu số 2. Sau khi biết. Thưa sư câu âm cho con hỏi có một thưa sư. Nếu mà điều kiện sao dùng bác sĩ thưa sư? Bác sĩ xá. Bác sĩ xá đúng rồi. Rồi câu số 2. Sau khi biết được đức hạnh của vị Sa môn Bồ Tát Siddhartha muốn ra đi xuất gia. Ở đây mình có chủ từ đó là Bồ Tát Siddhartha. Động từ đó là muốn ra đi. Túc từ đó là xuất gia. Rồi mình có một cái bất biến quá khứ phân từ đó là sau khi biết được. Mình có cái túc từ của nó là đức hạnh. Rồi một cái danh từ ở sau thuộc cách đó là của vị Sa môn. Để ở đây mình có câu đó là Bồ Siddhartha Bồ Tí Sát Tô Samana Sát Giữa Samana thì chữ N ở chấm dưới. Vút năng này cũng có chấm dưới. Vi Chà Ni Tòa thứ hai chữ N chấm dưới đi. Yeah. Ý muốn Nikhamitum muốn ra đi muốn lỗi muốn là động từ muốn là động từ Nikhamitum là ra đi Papachaya Sukya. Chữ Samana phải chấm dứt. Samana Ná, chữ ná, chữ nở, N chấm dứt. Rồi. Vì Sa môn trẻ có tướng mạo trang nghiêm, các căn khéo thu túc trong vườn thường viện. Ở đây có vị Sa môn trẻ là phần chủ từ. Có tướng mạo trang nghiêm. Các căn thế tu thức. Ông thiền thủ tu thức. Ngoài cái mấy chị bị hú á. Có tướng mạo trang nghiêm, có cần nếu mà viết vậy thì phải sửa một tí mới được. Đã rô sầm mân hồ, nếu mình lấy động từ hô tí là có thì mấy kia phải chiên ở dạng chủ cách. Tí sân tá ca rô là được rồi. In tí giá su sang vũ to luôn thì mới được, tại nó của sầm mân hồ. Các căn khí rồi trong vườn thường viện của gia nó phu mỹ văn là định sở cách rồi được
Sau khi nhìn thấy bậc xuất gia có tướng mạo trang nghiêm, Thái tử rất hoan hỷ. Rajakumaro Atisantakarang Papachang Pasitwa Ativit. Sau khi nhìn thấy là bất biến quá khứ phân tử, bậc xuất gia là túc tử của nó, có tướng mạo trang nghiêm thì là tính từ của bậc xuất gia. Thái tử là chủ từ, rất hoan hỷ là động từ, hoan hỷ là động từ, rất là tạm từ của cái câu câu này em sửa ra. Thì ở đây có là Rajakumaro Atisantakarang Papachitang Pasitwa, có tướng mạo trang nghiêm. Ativiya Pasidi. Rồi câu số 5. Thái tử nói với người đánh xe rằng: này Khanh Chanh Ná, hãy đánh xe về hoàng cung. Rajakumaro Sarathin Wadi Chanh Ná Vimanang Nivatitung Sakatang Pajihiti. Thì ở đây mình có chữ thái tử là chủ từ, Rajakumaro nói với ai đó thì cái đó đối cách. Thì ở đây mình có chữ Sarathin Wadi này Khanh Chanh Ná, thì ở đây mình có chữ là Chanh Ná. Chanh Ná, hãy đánh xe trở về bằng cung. Nivatitung Sakatang Abhimanang Nivatitung là trở về bằng cung. Còn đánh xe thì Sakatang Pajihi. Pajihi tí ở đây là Pajihi với là y tí, đánh xe về bằng cung. Rồi, vậy là xong 5 câu phần bài tập cơ bản. Bây giờ còn 10 câu. Cái này có 1 dấu phẩy thôi chứ nó có 2 dấu phẩy không sư? Đúng rồi, 1 cái. Ủa thưa sư, cho con hỏi hồi nãy khúc câu 2 á, thường cái Nikamitum ở trước nó, cái đó là coi như là cách 5 hả sư? Không phải, cái cách 5 là nó của... câu nào? Câu 2 á sư. Không có, tại vì nó cũng là A giá nhưng mà nhìn sẽ lộn, con muốn hỏi cho kỹ á, cái chỗ Bá Bá Cha giá nó là cách 5 đúng không sư? Đâu có sao cách 5 được. Cách 4 ạ. Đó phải, đó phải cách 4, phải ra đi để làm gì đó. Cái đó nó phải là thứ tư. Dạ dạ. Ra đi với mục đích gì, để làm gì? Đó là cách thứ tư. Dạ. Chỉ mục đích. Rồi chúng ta sửa bài tập nâng cao đi. Nếu mà lát còn thời gian thì mình sẽ tiếp, còn không thì để kỳ sau mình sửa thêm. Cho coi câu 4 chút các anh. Dạ, con xin sửa câu 5 bài tập nâng cao ạ. Thật sự con sửa câu số 1 ạ. Rồi, sửa. Câu số 1 em sửa rồi. Ủa vậy hả? Rồi, em bóp lên rồi. Dạ. Câu số 2 xong. Cô đăng lên rồi nha các Khánh. Dạ, để con copy cho cô. Cô đăng lên cho tiền chụp hình cái Khánh. Câu 1. Câu số, còn câu số mấy? Dạ. 2... 3, 5. Em sửa câu số 5 đi. Dạ, câu số 5 con sửa rồi cô ạ. À? Câu 5 là con. Còn 2, 3, 4. Như có một cái lo là đang bị nghẹn.
Câu số 1 có người rồi. Câu số 1, số 2 đã sửa xong hết hả Khánh? Dạ, số 2 chưa. Vậy số 2 mẹ sửa đi. Ghi gì mẹ luôn. Những người già. Những người già dù có gậy trong tay. Nhưng nếu muốn đứng hoặc để đi, họ cũng gặp phải sự khó khăn. Nhưng nếu muốn đứng hoặc để đi, họ cũng gặp phải sự khó khăn. Hết. Gặp phải sự khó khăn. Xong rồi, cảm ơn. Các Khánh sửa giúp cho mình câu 2 thêm là chúng ta có thể quán tưởng, thêm từ có thể. Câu 2 hả cô? À, câu 5 các Khánh. À, chúng ta có thể. Cảm ơn. Thank you.
Dạ, chỉ còn câu 4. Dạ, thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi. Rồi, chúng ta xem bài sử. Văn nạ đá hà rô con đành nhá. Rà mạng nô rà chá cú mà rô á gà rác mà á nà gà rì yàng. Pá bà chí sá tí á thà. Phú thô bó vi sá tê tí. Yà gà rì. Trái lại. Ở đây thì có chủ từ là đá hà rô con đành nhá. Rà mạng nô. Có liên từ văn nạ. Có động từ là yakari. Rồi mình có một cái câu tuyên đoán trong mặt kép đó là rajakumaro là chủ từ. Hai câu xin lỗi. Rajakumaro là chủ từ, động từ papichi sati. Rồi túc từ cái cụm từ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình đó là agarasma nagariyam papichi sati. Có chủ từ đó là câu 2 là putho pavisati là động từ, attha là tạng từ. Ở đây mình dịch đó là trái lời vị bà la môn trẻ con đây nhá đã tiên đoán thái tử sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, xong không gia đình chắc chắn sẽ trở thành đức Phật. Sẽ trở thành đức Phật. Rồi câu số 2. Thưa sư, câu 1 đâu có chữ theo sau khi đâu sư. Trái lại vì bà la môn trẻ con đây nhá, tiền đó thái tử sẽ xuất gia chứ Vân. Thái tử sẽ xuất gia. Sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và chắc chắn, và chắc chắn sẽ trở thành Phật. Đã tiên đoán, Thánh, đã tiên đoán. Rồi câu số 2. Mahalaka kinh cha pi yết thi hát ha sai chế khổ văn á tê đúc khang sam mục ha dê hoa cha ri tung hoa thi tí già hoa ít thần tí. Những người già, ở đây mình có chủ từ đó là Mahalaka, những người già. Như cùng chủ từ đó là Mahalaka bởi yết thi hát ha. Ủa, có chữ hình. Rồi mình có chữ từ 2 đó là T, động từ là xt, túc từ ở đây là charitung và thitiya, sammukha là tạng từ. Lúc khăn cũng là tạng từ. Những người già dù có gậy trong tay, nhưng sẽ chê khô phá ná niềm dịch đó. Nhưng nếu họ, thêm chữ họ vô, chữ T đó âm dịch là họ. Họ muốn đứng, muốn đi trước. Tại đây có chữ chắc thì tung là đi trước. Muốn đi hoặc đứng. Hoặc đứng.
cũng gặp phải sự khó khăn. Rồi. Khánh ơi, cái câu này câu Bali thêm chữ hôm tí vô. Ở trên có hơi thiếu. Thiếu hôm tí. Má má ha lắc ca kim chá bí. Dạ. Không bỏ luôn cũng được. Tại không nhất thiết đâu. Bỏ chữ hôm tí thôi sư. Bỏ luôn cũng được. Sao? À, câu số 3. Sacce samano sapurisa nang mota thamang napa punisa evanca ati ati santa karanca susang buten riyanca na alap hisati. Nên có chủ từ là samano, động từ và punisa, túc từ là mota thamang. Rồi một danh từ ở sở thuộc cách đó là sapurisa nang. Hai mình có động từ đó là alapisa, alapisati, alapisa được rồi, alapisa. Rồi tại đây nó câu điều kiện atisanta karang chát su sang u tinh đi dành chát. Nếu bị sa môn không đạt được pháp giải thoát của các bậc chân nhân thì vị ấy sẽ không có được tướng mạo trang nghiêm và các căn theo phương thức như vậy. Rồi câu số 4. Câu mà sa phục đa la sa đá chân nề nát đúc thì đùm mạng mồ Jatiya chara panyayi sati, jati panyayi sati, maranang panyayi sati, ti panyayi. Đây mình có chữ so là chủ từ. Đứng ở chủ cách với chữ so đó là chữ dukkhi và dummano là tính từ. Dasanena là cái thứ ba. Matapokalasa là cái thứ tư. Bách hai dí là động từ. Rồi có cái câu suy nghĩ ở trong nó làm có cha, cha ra, gia thí, mạc năng là chủ từ. Động từ của nó là bánh dí sắp tí. Một cái danh từ cách thứ ba đó là cha tí gia. Ngày đau khổ sầu muộn. Do thấy người chết. Và đã suy nghĩ rằng, suy xét kỹ lại rằng, đã suy xét rằng được rồi bỏ cái chữ kỹ lại, và đã suy xét rằng. Suy xét rằng, sự già, sự bệnh, sự chết, có mặt do sự sinh. Có mặt và sự sinh. Cái câu này thì sau này sư sửa nó lại ở thời hiện tại hết ha. Còn bây giờ nếu mình xài nó thì bị lai thì mình viết thêm cái chữ sẽ vô. Sự già, sự bệnh, sự chết sẽ có mặt do sự sinh. Thưa sư, nếu mà cái câu này dịch đó do sự sinh, già chết sẽ có mặt được không thưa sư? Tại nó lý do chứ. Đúng được, đâu có gì. Do sự sinh, sự già, sự bệnh, sự chết sẽ có mặt. Rồi câu số 5. Mấy dân ê quăng bà thâm á quắc ghê ná cà giá su chinh bất tình sa ca rang phải cho quyết thì già má kê sa lô ma nắc hà đàn ta tay chô đàn ta nắc hà lô ma kê sa tí. Này cách quán tưởng chúng ta có thể quán tưởng 32 thể trược
của nhóm thứ nhất như vậy, tức là trong cái cách quán thể trược đó là không phải người ta quán một lần đến một lần đủ 32 mà người ta chia nó ra từng nhóm. Và đây là nhóm đầu tiên này thường là các thầy tế độ thường lúc mà cho người mới xuất gia, người mới tu á, cho quán cái thể trược này là kê sa lô ma nát kha đanh ta tái cho, rồi đọc ngược lại tái cho đanh ta nát kha lô ma kê sa, là đọc để cho quán, tức là trong lúc cạo đó cho mình thấy là cái này là cái vật dơ bẩn, bình thường thì mình nghĩ nó là đẹp, nhưng mà đến khi mình cạo nó rồi thì mình thấy nó rõ ràng nó là cái vật dơ bẩn. Cái đêm dịch nó là chúng ta có thể quán tưởng 32 phần thể trược, 32 thể trược, 32 thể trược được rồi, quán tưởng 32 thể trược của nhóm thứ nhất như thế này. Chúng ta có thể quán 32 thể trược theo nhóm ha, chứ không phải của nhóm, theo nhóm. Theo nhóm thứ nhất như vậy: tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc đó, mọi cái mình phải sử dụng tóc phẩy hết. Bây giờ mình tạm như đây đi, rồi kỳ sau mình còn lại 5 câu rồi cái chắc mình làm gì đó thêm cho hết buổi rồi chúng ta sẽ khai giảng sao ha. Em ai lớp nghỉ. Khanh dở lên cho chương chụp hình cái không? Không không, cái phần từ đầu gửi ha Khanh. Rồi. 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 Hướng là nghỉ. Dạ. Để con chụp hình cái. Rồi Khánh. Rồi. Cho cái 4 với 5 chung đi Khánh, cho nó nhảy trang đi. Rồi. 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 Rồi chấm hương thánh. Dạ, buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên. Và xin mời cô. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư ạ. Sau đây con xin đại diện lớp con xin hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahithika
Bụn nhăn nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu sa sa năng. A ca sa tha cha phâm ma tha đề va na ga ma hít thi ca. Bụn nhăn nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu nô ga rô. A ca sa tha cha phâm ma tha đề va na ga ma hít thi ca. Bụn nhăn nô anu mô đàn tu chi răng ra càn tu nhà ta vô. Akasatha chaphamatha devanaga mahitika Unyang no anumodam tu chi rang rakham tu banino Akasatha chaphamatha devanaga mahitika Unyang no anumodam tu chi rang rakham tu no sada Idang vatano buanyang Asavakaya vahang ho tu ana kate kale. Dạ con kính mời sa thú. Mời quý học viên trở lại lớp Pali vào ngày thứ sáu hàng tuần vào lúc 19:30 tới 21:00. Dạ chúc sư và lớp học có nhiều sức khỏe, tiếng hán trong đạo pháp. Dạ kính chào cả lớp. Con kính ơn sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Kính chào đạo tràng. Con kính tri ân sư ạ. Xin chào cả lớp.